Vâng, xin chào tất cả các bạn. Mình là Vườn Lan Trường Sơn, trú tại tổ 7, phường Quyết Tiến, thành phố Lai Châu. Số điện thoại của mình là 0987829002. Bây giờ cũng khá là muộn rồi. Mình vẫn cặm cụi trồng những giò lan mà mình yêu thích, trên những giá thể mà mình yêu thích. Những cây phong lan rừng, sức sống mãnh liệt, vẻ đẹp tự nhiên, khiến ai, bất cứ ai cũng mê mẩn khi mỗi khi loài hoa này khoe sắc. Kể cả những người mà không yêu không bao giờ biết về không biết về hoa lan, nhưng khi đến loài hoa thì đúng là thực sự là quá là ngẩn ngơ. Cứ vẻ đẹp tự nhiên này, vẻ đẹp kiêu sa mà không phải ai cũng có thể sở hữu được. Vâng, thì tối ngày hôm nay thì mình cũng có một chút thời gian rất là rảnh rỗi để chia sẻ với các bạn. Thì bây giờ vào cái thời điểm này, mình bắt đầu bắt tay vào công việc trồng trọt của mình. Hàng năm đều đều như vậy các bạn ạ. Mặc dù khá là muộn, Tết Nguyên Đán thì cũng phải đến gần, công việc thì cũng khá là lộn xộn, bận rộn. Đấy, như các bạn nhìn thấy, hàng của mình thì cũng khá là nhiều, còn rất là nhiều. Đây là những cái đơn hàng gãy dập, rồi là xấu, hay mình giữ lại. Thì các bạn nhìn thấy sơ sơ đây. Thật với các bạn trên nhìn sơ sơ vậy thôi, những khoảng tầm 3 đến 4 tạ hàng đấy các bạn. Và mình sẽ trồng 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 vào vườn, lên vườn để như các bạn nhìn thấy trông vậy thôi, như cây củi khô chết ấy. Chính vì sự như kiểu là chết như thế này, củi khô như thế này mà nó đã tạo cho mình cái cơ duyên. Cơ duyên là vì yêu thích, tự dưng là yêu thích loài hoa lan này. Loài hoa lan mà có thể nói là rất là khô cằn vào cái mùa này, cảm tưởng như đã chết. Và rất nhiều người không biết thì nói là vứt ra xò rác, nhưng đối với mình thì vứt đi đó là những người không hiểu biết thì mới vứt đi ra xò rác thôi. Còn đây là những cây hoa lan đang mùa nghỉ thì chúng ta tận dụng vào cái thời điểm cuối năm. Tại vì sao những cái thời mùa kia, những mùa cây phát triển mình không khai thác, là bởi vì là khai thác vào thời điểm đấy tỷ lệ chết là 70% và còn lại 30% thôi. Đây là mình theo kinh nghiệm của mình thôi, còn với các bạn thì mình cũng không nắm được về cái thời tiết khu vực mỗi nơi mỗi khác nhau. Nhưng mình thích nhất là lấy vào cái mùa cuối năm, mùa cây nghỉ, chúng ta khai thác về trồng và chăm sóc là tuyệt vời nhất. Đây như các bạn nhìn thấy, sơn thủy tiên chưa kịp cắt tỉa, hoàng thảo vôi, còn rất nhiều mặt hàng khác đây. Hạc vĩ, ý ngọc, đủ thứ trên đời, ngọc thạch ba màu như các bạn đã nhìn thấy. Nói vậy thôi, không có kịp thời gian trồng. Rất nhiều người bảo sao không thuê người. Thực tế với các bạn là nếu như chúng ta thuê người thì còn gọi gì là yêu thích hoa lan. Trồng theo cái kiểu người gọi là trồng để chỉ là để bán không, trồng theo kiểu kinh doanh là chính thì mình lại không có ý tưởng như thế. Thực tế là mình đến với hoa lan nó là cái cơ duyên, yêu thích từ ngày bé. Đây, ngày trước là mình chính cái cây này cũng là cái cơ duyên để dẫn mình đến hoa lan đây. Trong lớp năm ấy, năm lớp 7, có một đồng chí cùng lớp đi rủ nhau đi rừng. Lúc ấy mình là 13 tuổi, mình lên rừng và đồng chí có lấy được một nắm đùi gà như thế này, mà ngày xưa bọn mình hay gọi là phi điệp tím ấy. Mình cũng chả hiểu hoa nó như thế nào. Mình còn nói với đồng chí là hoa lan là cái gì, nó có ra cái gì đâu mà hoa. Thế rồi đến lúc thì sau Tết ra nụ, nở bông hoa đầu tiên, mình đã cảm thấy đó là ngẩn ngơ. Từ ngày đấy mê hoặc bởi loài hoa lan quá đẹp, quá tuyệt vời như này. Sau đó tìm hiểu sâu thêm thì nó còn rất nhiều loài hoa khác. Nói thật với các bạn là những thời điểm đấy, những giày đùi gà khoảng tầm 30-40 cân nó là chuyện bình thường. Thế nhưng mà ngày càng cạn kiệt thì thời điểm là năm 94-95, thời điểm Trung Quốc mua, chính xác là năm 96, thời điểm đấy là Trung Quốc cũng khai thác, bắt đầu khai thác hoa lan rừng trên Việt Nam mình từ lúc nào mình không nắm rõ. Đặc biệt là khu vực Lai Châu rất là nhiều, đặc biệt là cái dòng mà hoàng thảo kèn, hoàng thảo ý ngọc, lúc đấy lẫn lộn các bạn, chỉ biết là hoàng thảo long, hoàng thảo ngọc thạch ba màu.
và hạc vĩ người ta khai thác về làm thuốc, hoàng thảo tam bảo sắc hay người ta cắt thân tơ về mang về làm thuốc, vận chuyển bên sang Trung Quốc không biết bao nhiêu tỷ tấn chứ không thể nói là bao nhiêu tấn, rất là nhiều. Thì lúc đó mình chả hiểu cái gì về 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 cái tại sao người Trung Quốc lại mua. Đấy. Và cái vấn đề mà câu chuyện này mình cũng đã kể cho các bạn rồi, nhưng đến hôm nay mình cũng nói lại là như thế, rất là nhiều nhiều thứ, thực sự bây giờ nó cũng khan hiếm đi dần và giá cả thì nó cũng theo thị trường, theo cái độ hiếm của hoa lan rừng. Và đây cách mình trồng rất đơn giản, đây là trồng vàng các bạn nhé. Mình trồng đấy, bắt đầu mình trồng vào thời điểm mình trồng đây, trong khoảng 1 tiếng mình trồng được 13 giỏ, giá thể là ghép gỗ ngứa rất đơn giản. Hay như các bạn đây, như này để giữ cây nó khỏi bị rơi ra, cắt cụt rễ các bạn nhé, cắt tỉa những cành thối cành già đi. Nếu các bạn có thời gian thì lách cái chỗ này ra một chút, ví dụ cây này có mấy cây già thì chúng ta lách ra thì khi cây tơ nó sẽ mọc tiếp ở những cái mắt ngủ bên phía bên này. Đấy là kinh chút kinh nghiệm của mình để mình chia sẻ cho các bạn. Đấy. Và khi các bạn trồng thì nên tránh nó là trồng gỗ lũa mà các bạn ghép trực tiếp thì đảm bảo với các bạn là tỷ lệ chết sẽ rất là cao. Chứ mình không nói là 100% nhưng tỷ lệ chết rất là cao. Như mình đây, cái bài học của mình là ghép gỗ lũa và đây là ra nắng trực tiếp dễ bị đui, nó nóng mà môi trường của các bạn rất là nóng, vườn các bạn không không thoáng gió thì đương nhiên là khi nóng xuống nó tạo một không khí đó là nồm giống như kiểu mình hấp rau ấy. Đấy thì rễ sẽ kém phát triển, theo mình nghĩ là như thế thôi, còn không biết là có đúng hay không, nhưng trên mình thì vườn rất là thoáng gió và mát. Và đây sản phẩm năm ngoái của mình gãy những cái thân gãy, và đây sau đó mình ghép vào cây gỗ lũa như thế này, vừa vừa đảm bảo cái độ ẩm, vừa đảm bảo cái sau này cái những cái rêu nó sẽ phát triển. Đây các bạn, đây có cả cây con này, nhưng không biết là cây con của cây kèn này, cây con của cây gì đấy, bé tí đấy, các bạn nhìn thấy không? Đấy. Đấy thì buổi tối ngày hôm nay thì mình cũng chỉ có một chút kinh nghiệm như vậy, và cũng nói với các bạn nữa là hoàng thảo kèn thì các bạn cũng nên chọn nó là dòng khó tính, hoàng thảo kèn hay hoàng thảo đơn can. Đây như các bạn đây, mình ghép lũa đây nhưng mà tỷ lệ lũa nó kém lắm, rễ nó không phát triển mạnh. Đây, kèn này một anh chàng anh bạn gì, ông anh dưới Hà Nội lấy cho đây, nhưng mà tỷ lệ ra rễ rất là kém do bề mặt của lũa nó khá là nóng. Đấy, còn đây đơn cam đây các bạn, bây giờ đơn cam này tưởng ra nụ rồi nhưng mà thấy quá lâu, bởi vì là trên mình thời tiết hiện tại nói với các bạn chỉ có 6 độ 7 độ thôi, rất là lạnh. Đấy, đơn cam đây, đây là đơn cam trồng gỗ gỗ ngứa, và đây là đơn cam trồng gỗ lũa rất là kém, kém hơn so với đơn cam gỗ ngứa vì cái giá thể của gỗ ngứa khá là dày. Về cách trồng thì không không cứ gì chúng ta cứ phải cây gỗ ngứa hay cây gì mà chúng ta cảm thấy chỗ nào hợp thì chúng ta trồng cái loài đó. Đặc biệt là các bạn, những cái bạn mà trồng ít thì chúng ta nên ghép vào cây. Các bạn nên chọn cái tán cây lộc vừng. Đây như các bạn, trên mình thì cây si. Đây là cây si của mình. Đấy, như các bạn đã nhìn thấy. Cây si của mình năm nay năm thứ tư. Và hoàng thảo kèn trên cây này. Còn đây là cây cũng là cây si. Một anh đồng nghiệp cùng cơ quan cho mình. Mình cũng cảm thấy rất là ưng ý. Sau đó mình sẽ ghép cây kèn vào đây. Cái si này đặc điểm là các bạn chặt rễ đi thì nó sẽ xuống lá, hoặc các bạn tự xuống lá cho nó. Nếu chúng ta không muốn chột thì tốt nhất là chúng ta nên vặt lá cho nó. Thì sang đầu xuân thì cây lá đỏ, cái si này nó sẽ mọc lá rất là đỏ chót. Đấy, rất là đẹp. Và ghép kèn vào những cái khu vực như thế này. Các bạn nên ghép chỗ này để cho rễ nó bám xung quanh đây. Ví dụ như cây này. Đây các bạn nhìn thấy đấy, đang mọc mầm đấy. Cây rất là khỏe nhé, cây rất là khỏe, đang mọc hoa. Đấy thì các bạn cũng nên ghép như thế, nếu các bạn trồng ít các bạn sợ chết thì các bạn cứ ghép vào những cái cây cây nó sống như thế này, thì mình đảm bảo với các bạn là cái tỷ lệ mà các bạn thành công là sẽ là 95%. Vâng, rất cảm ơn các bạn.
đã thường xuyên theo dõi clip của mình. Hôm nay mình cũng rảnh rỗi để cũng tâm sự và chia sẻ với các bạn, để cho các bạn mới chơi, đặc biệt là những người mới chơi, sẽ trồng thành công những loài hoa, một loài hoa mà các bạn yêu thích. Nó tạo cho chúng ta sự điềm tĩnh, vui vẻ, hòa đồng với tất cả mọi người. Và những anh em nào đã chơi lan rồi, đã biết rồi, thì mình cũng mong rằng là có một chút kinh nghiệm để chúng ta chia sẻ, giúp đỡ, tạo điều kiện cho nhau, để cho chúng ta trồng được và sưu tầm được những loài hoa lan đẹp trên mọi miền đất nước, hay các khu vực khác, có thể là Lào hay Campuchia hay gì gì đó. Nhưng đó là sự gắn kết giữa chúng ta và các bạn, giữa con người chúng ta với nhau. Vì bây giờ cuộc sống, nói thật với các bạn, là cũng cơm áo gạo tiền rất là nhiều. Chúng ta cứ mãi làm việc kiếm tiền, quên đi những cái thú chơi, thì thực sự là cũng sẽ một lúc nào đấy chúng ta cũng sẽ cảm thấy nuối tiếc. Nên là cái hoa lan này thì nó giúp chúng ta gắn kết với nhau rất là nhiều. Mình thực sự rất là thấy rất là vui, rất là thú vị. Vâng, rất cảm ơn các bạn đã thường xuyên theo dõi clip của mình. Chúc các bạn sẽ trồng được và sưu tầm được nhiều loài hoa lan đẹp trên mọi miền đất nước. Vâng, cũng khá là muộn rồi. Chúc các bạn luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt trong mọi lĩnh vực. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau.